Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đêm nay chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Nín Lặng Khóc của nhà văn Nguyễn Chí qua giọng đọc Vân Anh. Phụng lấy chồng năm 18, 22 năm sau, cô có cháu nội. Thằng con trai đang học năm thứ hai, yêu đương không kế hoạch. Cái bụng cô sinh viên đổi áo. Vậy là cả gia đình Phụng, ngoại trừ Tư Địa, chồng Phụng, lên xế hộp, vù từ miền Đông Nam Bộ xuống Bạc Liêu đón cô sinh viên về. Đó là nguyên nhân mới 40 tuổi, Phụng đã là bà nội. Tư Địa không tham gia vụ đón dâu vì khi xe chuẩn bị lăn bánh, anh ta đang còn nằm bẹt vì say. Rượu đã hủy hoại Tư Địa không xa hồn người nữa. Khòng khèo, cặp giò không khác hai cái ống tre trong cái quần đùi lụng thụng, xương sườn xương sống lô nhô. Đó là hình ảnh mỗi buổi sáng Tư Địa từ Đìa Tôm đi ra quán mua rượu. Nhìn Tư Địa, ai trong ấp đất mới cũng ái ngại, ai cũng thấy cái quyến rũ bạo tàn của rượu. Đất này người ta phát lên nhờ tôm thẻ chân trắng. Tối xuống Đìa canh trộm, gió từ suối Cà thổi vù vù lạnh ngắt, không có rượu sao mà chịu thấu. Nhưng mà người khác uống có chừng có mực, tại thằng Tư Địa ỷ tửu lượng cao uống như hũ chìm, để rượu ngấm vô máu mới ra cái cớ sự. Thiên hạ nói vậy. Tội nghiệp cho Phụng, cô phải chăm sóc từng tí một cho ông chồng hũ hèm như chăm một đứa con nít. Thiếu điều cô đút cho chồng ăn như đút cháo cho cháu nội. Nghiệt ngã thay, Tư Địa chỉ cần tí mồi trái cóc trái ổi là quá đủ. Rượu đựng trong cái bịch ni lông, Tư Địa hút bằng ống hút, chả cần rót ra ly chén chi cho mỏi tay. Con gái Phụng tên Tình lấy chúng thằng Hậu, cùng loại chiến hữu với cha vợ. Sáng điểm tâm bằng rượu, Tình cằn nhằn, Hậu quặc. Tối canh Đìa, sáng không vô vài ly thì làm sao mà ngủ được. Uống xiết Hậu lầy, đầy thói vũ phu côn đồ, tương bạt tay lên mặt vợ. Chưa kể nửa đêm, Diệu Hành mò vào nhà đòi yêu. Trời ơi, cái miệng đầy mùi hèm và thuốc lá. Thằng chồng quái như con vật, làm Tình từ kinh sợ đến ghê tởm luôn. Vậy là Tình ẵm con về nhà, Hậu đến nỉ non òn ỉ. Phụng cũng khuyên con gái chín bỏ làm 10. Nhưng đến lần thứ 10 thì Tình không còn động lòng nữa, chửi lại và tục tằn không kém đàn ông. Đủ má, về để mày đánh tao à? Con tao không có loại cha như mày. Phụng can ngăn, Hậu đù cả mẹ vợ. Vậy là Phụng đuổi luôn. Đồ du côn mất dạy, tao cấm mày tới nhà tao à? Bên chồng Phụng có 10 đứa con. Ông bà già chia phần đều nhau theo kiểu đất xấu nhiều hơn đất tốt, hẻo lánh nhiều hơn mặt tiền. Vợ chồng Tư Địa xui xẻo, bốc chúng đám ruộng tuốt trong mút cà tha kể bên suối cà và miếng ruộng cách đất cách lộ cả cây số. Biết sao được số phận cả thôi, vậy là thòi ra con tôm thẻ chân trắng, vợ chồng Tư Địa cải tạo miếng ruộng thành Đìa, lên thành ông bà chủ như ai.
Chưa hết, miếng giấy làm không ăn nên. Thấy thiên hạ chồng bạch đàn, chàm giấy, vợ chồng cũng lúi húi làm theo. Vậy mà lên luôn nhà, xây nóc thái, tay ga chạy vù vù. Bần cùng sinh đạo tặc, còn phú quý, lễ nghĩa đâu không thấy. Chờ từ khi có đĩa tôm, tư địa quỳ phục dâng đời mình cho rượu. 5 giờ sáng, Phụng mang vòng ra lắc. Cô sợ phát vì sợ xấu. Chính vì giữ mãi thói quen lắc vòng nên Phụng luôn thon thả. Tình không chịu nghe lời Phụng tập thể dục cho nên xa bà bé bự. Hai mẹ con đi bên nhau ai cũng trầm trồ hai chị em mà Phụng là em nghe sướng rêm tai. Ngày của Phụng rất bận bịu. Phải dùm con gái cho cháu ngoại vệ sinh sáng rồi giữ thằng cháu nội cho con dâu ngủ nướng một tí. Cả đêm thằng nhỏ nó hành. Đưa cháu ngoại đến nhà trẻ, Phụng tạt qua chợ sắm đủ đồ lề cho cả ngày, những thịt cá rau xia. Phóng xe xuống đìa, xem thử cái đìa tôm có bị bọn cướp cạn tung trào nào không. Đã hơn một lần tư địa uống quên trời đất nhân san, bọn trộm khoắng cả chục chài, làm cả vụ tôm lỗ bái sái. Rồi tính toán thức ăn cho tôm, mỗi ngày giá mỗi khác. Chưa kể xem thử trên lưới xào tôm có bị nấm hay đỏ mình thì phải sử dụng kháng sinh gì không. Tất cả đều phải qua tay Phụng. Phải ép con ông Ngọc Hoàng ăn miếng cháo, ăn miếng bánh canh. Uống mà không ăn chỉ có tổ chết sớm thôi. Tư địa lại khảnh ăn. Cứ để đó cho tao. Giết rồi Phụng đâm nản. Nản ơi là nản. Rượu đã giết chết anh chồng đẹp trai, một tay đờn ca tài tử khét tiếng ấp đất mới. Sau một ngày tất bật cơm nước xong, Phụng phóng một vài vòng thư giãn. Cô ghé bà bạn này mấy câu ba câu chuyện, dù bạn kia vào hát karaoke. 10 giờ Phụng về nhà, mang vòng ra lắc tiếp. Phụng miệt mài lắm nghệ thuật lắc vòng, nó giúp cô đẹp đẽ thon thả. Quan trọng nhất là nó làm cô mệt để quên đêm dài vắng lặng. Nhưng đến 2 giờ sáng thì đêm không vắng lặng nữa. Phụng nghe cô đơn chạy dọc chạy ngang. Những ngày tháng cũ ập về, cái tuổi 18-20 lừng lững trong tâm tưởng cô. Anh chàng tư địa trẻ trung cao giáo, ca vọng cổ mùi mẫn. 2 giờ sáng, Phụng vật vã nhớ người chồng thủa đôi mươi. Phụng lăn qua trở lại đến 3 giờ thì vùng dậy, xách đèn pin đi bộ ra đĩa tôm. Than ôi, Phụng thấy chồng nằm còng queo trên giường như con tôm, lại còn tè dầm ướt cả quần đùi. Mùi nước tiểu sực lên, làm bao nhiêu ham muốn ái ân trong Phụng vụt biến mất. Sự cô đơn, thiên hạ, nhất là cánh đàn ông họ nhận ra, không nhận ra họ cũng kháo cho ra. Thậm chí họ còn suy diễn từ dáng đi điệu cười của Phụng, rồi họ ỡm ờ. Tay chủ thức ăn nuôi tôm cũng bóng gió xa xôi. Phụng kêu mấy gã thợ hồ tới để sửa miệng thoát nước đìa. Mỗi khi Phụng tới đìa coi công việc tới đâu, tất cả bọn thợ đều nhìn cô như ngắm hoa nở, như hứng làn gió mát. Mà Phụng mát mắt quá đi chứ. Thợ hồ ra rám nắng, bắp thịt quần cuộn và mồ hôi sầu, đôi tay thoăn thoắt, sáo hồ cầm gạch. Hãy xem 4 viên gạch trong tay, hấp, bắt nè. Đánh trần, gạch bay lên, hai tay vung xa với ngực nở eo thon. Trong mắt người đàn bà 40 tuổi, bụi bặm vôi vữa và cường tráng đẹp lạ kỳ. Phụng nhìn họ, đôi mắt ánh lên thích thú, ngưỡng mộ và một tí. Hùng nheo, nhận ra một tí ấy. Chẳng những nhận ra, Hùng còn nghe và biết nữa. 29 tuổi, có vợ hay chưa, chỉ một mình nheo biết. Quê quán đâu đó ngoài miền Trung. Đất mới này từ khi có mấy cái xưởng của Tây Tàu sang hợp tác sản xuất, dân 4 phương 8 hướng kéo tới, chả biết ai là ai. Nheo đẹp trai và rất chi là phong trần. Những tay không bờ không bến này, miệng mồm không mạch nha cũng mè sừng Huế loại 1. Có thế
tha hương cầu thực mới lấy được tâm tình người. Nhau đi từ Trung xa Bắc vô Nam, nơi nào có xây dựng là nheo trụ lại. Đến đâu bổ bịch yêu đương đến đó, công trình xong là vẫy tay chào nhau. Phong trần dạy nhau biết khen đúng chỗ đúng nơi. Nhau chắc nụi một điều là ai cũng thích khen. Với già lão, nhau nói bác có mái tóc đẹp quá như là bạch kim. Với nhan sắc, nhau đắm đuối nhìn và vờ bối rối nữa. Nheo biết tòng phụng thích mình, đang hồi xuân mà hừng hực, chúng thằng chồng không làm được bổn phận đàn ông. Trời ơi, thiếu cái gì thiên hạ đều chịu được, nhưng thiếu tình dễ bị điên lắm nghe. Nheo còn biết con tình mết nó nữa. Không phải sao, cứ 9 giờ mang bữa lỡ xuống cho thợ, tình quấn lấy nheo, nghe kể chuyện bốn phương, điệu bộ nhịp nhàng chớp mắt. Tâm của tình lộ ra đến nỗi anh em thợ kháo nhau, con nhỏ chịu đèn mày rồi quất đi nheo ơi. Tình cho không biếu không vô đi khỏi tốn tiền bia ôm, khỏi bệnh xã hội, khỏi ok. Nheo cười cười, đàn bà có chồng ăn cả trớn là bay đầu như không. Mà ma cụt đầu sợ lắm người ơi, cho em xin. Còn Phụng, dưới ánh mặt trời cô đủ kinh nghiệm để giấu đi cảm xúc. Nhưng nửa đêm về sáng, cô thao thức trong nỗi thèm khát vô vọng. Phụng muốn tiếp cận nheo, nhưng ở đâu, nơi nào? Trong cái đất mới quay ra là bà con, quay vô là anh em. Thiên hạ biết được, có mà bay lên trời. Rồi con cái dâu rể, cháu nội cháu ngoại, tất cả làm thành đìa càn khổng lồ. Trong giấc ngủ chập chờn, thằng cường tráng phủ ngập giấc mơ Phụng. Nó lớn và mênh mông đến nỗi sáng trưa chiều không lúc nào nheo không hiện diện trong tâm hồn Phụng. Cứ như mới lớn, khi yêu lúc nào cũng muốn người yêu bên cạnh cho đỡ nhớ. Phụng cũng vậy. Phụng ao ước được gặp nheo đến nỗi ngẩn ngơ lẫn lộn từ đông sang tây. Tình nói, má bệnh hả? Nghỉ đi để con xuống chợ đi đìa cho. Tình không hiểu tâm tình của mẹ, nhưng Phụng hiểu được cái gì đang trong tâm của con gái, và con gái thân yêu khiến Phụng sợ. Có một cái gì như mất mát sợ hãi cứ miên man. Nhà sửa xong, đĩa tôm cũng hoàn tất, bà chủ ra tay xào chè cho anh em thợ một mâm thịnh soạn. Ưu ái một khung Sài Gòn đỏ, kèm theo một vài lít rượu gạo, dầm thuốc bắc. Tối hôm đó sân nhà Phụng vang lừng tiếng nhạc. Hùng ôm cây guitar, rượu trà có nhạc nhẽo kiểu cây nhà lá vườn thú vị lắm. Anh hát tôi hát theo, chả như karaoke, cầm cái micro có một mình độc diễn nghe chán bỏ mẹ. Cô con dâu của Phụng nghe chưa đã, nhưng đành phải cáo lui vì mắc cho con bú. Tình cũng cáo lui để dỗ con ngủ sau khi liếc Hùng. Anh hát hay ghê, bữa nào dạy em đàn nghe. Bụng dưới tức, cái dòng bia nó vậy đó. Hùng buông đàn, vòng mái hiên đi ra sau kiếm chỗ xả. Xả xong, đi ngang bồn nước. Hùng thấy ai đó đang đứng. Men bia làm lâng lâng đầu óc. Và bóng tối nữa. Hùng bước tới, chẳng phân biệt nổi Tình hay là Phụng. Chào em, hôm nay chia tay nhé. Tiếng bà chủ vang lên. Mới có mấy chai mà say rồi sao? À, chị Phụng, xin lỗi, em xin lỗi. Mắt Phụng sóng sánh như bia. Nhau bước tới ôm lấy Phụng. Người đàn bà 40 đang khao khát một vòng ôm. Lực lưỡng bế thốc người đàn bà xài bước vào trong lô bạch đàn. Nhau dư sức làm cho biển động. Biển động một lần và động thêm lần nữa. Hùng nheo đã từng qua vài bạn tình kiều như Phụng, nên Hùng biết họ muốn gì cần gì. Hùng biết cái vụ đó, và người tình 40 phải tuyệt đối kín bưng. Mà muốn kín bưng thì phải cười cười với tình để đánh lạc hướng. Còn Phụng, Phụng áy náy, vỡ lở ra là chết chắc. Tưởng tượng một ngày nào đó, mọi người ghẻ lạnh nhìn cô. Đồ giật bồ của con gái, đồ dâm đãng. Hoặc tệ hơn, nó đẻ ra thằng đó được mà. Không được, phải dừng lại tức khắc.
Lý Chí ra lệnh dừng lại, nhưng ham muốn không chịu dừng. Cái thứ ăn vụng nó hấp dẫn vô song, rất thích thú nhưng không bao giờ thỏa. Tương tự như ma túy, người ta tự hứa sẽ không, nhưng lại đến và cứ đến, say hơn, phê hơn. Phụng bị con ma tình ám mụ mị, không làm chủ được mình. Chỉ một tin nhắn là Phụng đi theo tiếng gọi bất kể thời gian. Thằng tình trẻ cũng khôn khéo đưa Phụng đến những nhà nghỉ thật xa. Táo bạo lắm, nó thử sức làm Phụng đắm Phụng say. Cô siết chặt người tình, biết đây là ảo ảnh, biết là sẽ mất, nên mỗi lần bên nó là cô thả mình chìm vào tuyệt diệu của thú yêu thương. Để rồi sau đó sợ hãi từng phút từng giây. May quá, một sáng kia, thằng tình trẻ lăn ra chết thằng cẳng. Kẻ đâm nhát dao thùng tim Hùng là chồng của tình. Sáng ấy, trong quán cháo lòng, thằng Hậu ngồi với ba đứa bạn bợm nhậu. Một thằng kể, đang rô ngon lành, nó đứng dậy bước qua bên thằng Hùng, nói: "Ê Hùng nheo, đi ra ngoài, ta có chuyện nói với mày." Thằng nheo vừa đứng dậy là nó đâm một nhát. Tao cũng không biết nó thủ con sao vào lúc nào. Đừng nói tới lý do tại sao. Dậy thôi à? Ừ, tao thấy thằng nheo ôm bụng, máu tuôn ra ướt áo rồi ngã ra sau. Bọn tao ùa tới khiêng ra khỏi quán, thoại cho taxi đưa đi cấp cứu. Khi taxi đến thì nó đã tắc thở rồi, chắc là trúng tim. Vụ việc làm chấn động đất mới, công an ấp rồi xã và cả huyện đến làm việc. Nheo được đưa đi bệnh viện để khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân cái chết. Hậu bị còng tay đẩy lên xe bít bùng, di lý về công an huyện. Có cả tình trong đám đông hiếu kỳ, cô bàng hoàng ngơ ngác nhìn chồng rồi lại nhìn Hùng nheo, không hiểu việc gì đã xảy ra. Chồng cô đã giết người, mà tại sao lại giết? Không oán thù, không mâu thuẫn, cũng chả quan hệ tiếp xúc gì, lại cầm dao đâm một nhát chết người. Hùng nheo đã làm gì Hậu? Có cự cãi gì không? Không. Chủ quán xác nhận thằng nheo ngồi một mình, đâu có chung chạ mà lời qua tiếng lại. Vậy thì tại sao? Mấy tay già già ngẫu với nhau. Tại ghen thôi, nó thấy con vợ hay cười với thằng Hùng nheo nên nó ghen, tao chắc vậy. Rượu nữa, ghen mà có rượu vô thì... Thôi thôi đi cha, không phải do rượu đâu, nó lận sẵn con dao trong người mà. Ghen quá đi chứ, thử nghĩ mà xem, thằng Hậu tuy bê tha nhưng đâu có thờ rượu như kiểu Tư Địa. Thì nó cũng có tuyên bố thà bỏ vợ hơn là bỏ rượu. Nói thì nói vậy thôi, chứ Hậu nó còn yêu thương lắm con vợ nõn nường. Bất ngờ thấy vợ mình cười cười với cái thằng Hùng nheo, lại còn ngọt ngào anh em. Đôi lần Hậu tỉnh táo nhận ra là mình đã lún vô rượu sâu quá rồi. Nó bớt uống tìm vợ yêu tâm tình. Nhưng đàn bà con gái nư nâu lắm, nguýt hay bĩu môi thì còn dễ thương, chứ cái miệng xa xà đồ thứ này thứ nọ đã đuổi thẳng, lại còn đe ly dị đi, tao không vợ chồng với mày nữa thì... Điên gan, Hậu uống thật là nhiều. Cái kiểu thân tình của vợ với thằng trai đẹp, Hậu nghi lắm. Bà mẹ nó, tao mà bắt được trai trên gái dưới là bây chết cả cặp đó. Hậu nhớ lại, không phải một mà nhiều lần. Chỉ cần nó năn nỉ là con vợ siêu lòng. Vậy mà từ khi bà giờ vợ kéo thợ về sửa đìa là ra cớ sự, không phải sao? Hậu biết vợ mình lắm, nó đẹp, nó xinh và nó cũng nhẹ dạ không kém. Không phải nó cho Hậu tất cả trước khi cưới sao? Tưởng tượng vợ mình trong vòng tay kẻ khác, Hậu phừng phừng lửa giận. Hậu rình rập, cái thằng bợm rượu này cũng lắm độc chiêu. Nó đã từng ăn trộm chó để nhậu, chó mà kêu một tiếng, nó chết liền. Dễ ẹc, nướng một con lươn dài ra cho ăn là xong ngay. Chó sở dĩ không sủa khi Hậu đi đêm là vì mùi lươn nướng. Có đêm Hậu đứng ngoài dậu xào, nhìn vô phòng tình đến tận 2 giờ sáng mà con chó vẫn im re. Và một tối kia, nó thấy một bóng hồng đi ra. Bóng tối và rượu làm Hậu nhầm,
Nó nhầm bà mẹ vợ là vợ nó. Hậu đi theo, nó giã rời cả người khi thấy vợ lên xe ôm eo ếch thằng trai trẻ đẹp lực lưỡng. Chính vì nhầm lẫn nên mới xảy ra cớ sự. Thằng Hậu mà biết ai đi với ai thì sự kiện thuận lợi cho nó, phải không? Nó chỉ cần nói: "Hồi hôm con thấy thằng thợ hồ chở má đi. Đi đâu mà khuya vậy hả má?" là chết ngất Phụng. Phụng tự tay dắt con gái tới năn nỉ Hậu nhận về dùm là cái chắc. Sáng hôm ấy, khi chuyện xảy ra ở quán rượu thì Phụng đang ở đìa. Khuya đó Phụng xuống thăm chồng. Giấc 2 giờ sáng không làm cho Phụng thao thức nữa, ngủ bình yên thành mạch, mộng toàn những hoa là hoa. Sáng ra không thấy chồng trong chòi tôm. Phụng thả bộ lòng vòng trên bờ đìa và thấy Tư Địa nửa nổi nửa chìm trên mặt nước. Lạnh người, rụng cả tay chân, điếng người thật lâu, Phụng mới la lên được. Những người trên đìa tôm lân cận nghe ồn lục tục kéo đến lôi xác Tư Địa lên. Có gì đâu nấp rượu, nửa đêm mò đi đáy, trượt chân té xuống đìa, chết vậy thôi. Phụng đỏ au hai con mắt, nín lặng khóc, không tu tu hưng hức như mấy đứa con. Phụng khóc cho ai? Chồng hay tình nhân? Khóc cho con gái, cho con rể, hay là khóc cho mình? Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Nín lặng khóc của nhà văn Nguyễn Chí. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, bức tranh nông thôn sông nước miền Tây nhiều sắc thái phức tạp được nhà văn lột tả bằng hàng loạt mối quan hệ gia đình chồng chéo, tập trung vào nhân vật Phụng. Cuộc đời người phụ nữ với những khát khao thầm lặng và cả những mong muốn rất đỗi bình thường được bóc tách soi chiếu ở nhiều góc độ. Những chi tiết đời thường giằng xé khốc liệt được dồn nén, xô đẩy, tạo nên sức ép căng thẳng cho nhân vật chính. Với người chồng là con ma men không thể cứu vớt, với bi kịch gia đình của con gái cũng không thể cứu vãn, Phụng chỉ còn cách trốn vào con người cá nhân, cô đơn nên càng thấy trống trải, bất hạnh. Và lúc đó, Phụng mới ý thức về cuộc sống riêng tư của mình. Ký ức của chị vẫn vẹn nguyên những năm tháng ngọt ngào, hạnh phúc bên người chồng chăm chỉ, hấp dẫn, nên khi phải đối mặt với thực tế phũ phàng, mọi cảm giác của Phụng trở nên bị tê liệt, đông cứng. Và chị dễ dàng bị sa vào cái bẫy tình trớ trêu các cớ của Hùng Nheo, bởi phần con người sống tình cảm khao khát vỗ về của chị được đánh thức một cách tự nhiên. Bi kịch này dẫn dụ tới bi kịch khác, Phụng bị cuốn vào vòng xoáy không thể thoát ra nổi. Ban đầu là cái chết của Hùng Nheo bởi cú xử lý nhầm vì ghen tuông của chính con rể chị. Phụng âm thầm chịu đựng sau bi kịch của người tình trẻ tuổi mà chị không thể giải bày thổ lộ cùng ai. Tiếp sau là cái chết của chính chồng chị lại đẩy Phụng vào địa ngục tâm hồn, tình cảm cũng bất hạnh không thể so sánh. Là người từng trải và chứng kiến tất cả các mối quan hệ liên quan tới mình, từ lúc nảy nở đến lúc tàn phai, hơn ai hết, nỗi khổ tâm dằn vặt âm thầm của Phụng trở nên quá sức chịu đựng trong con người phụ nữ mỏng manh yếu đuối và đầy khao khát như chị. Không diễn giải dài dòng, ngòi bút sắc ngọt của nhà văn lách sâu một cách tài tình cô đọng qua nhiều chi tiết để rồi dồn tụ và tập trung vào bi kịch người đàn bà như Phụng. Thông cảm và chia sẻ với thân phận người phụ nữ qua nhân vật Phụng, nhà văn không bi kịch hóa cuộc sống của họ mà bày tỏ sự thấu hiểu và thấm thía với nỗi đau âm ỉ để thêm một lần trải nghiệm cùng cuộc đời. Chuyện ngắn như một gợi ý cho một kịch bản điện ảnh nếu biết khai thác điểm mạnh của tác phẩm. Các bạn thân mến, bây giờ qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Vương Hà, mời các bạn nghe bài thơ Trái tim sinh nở của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Trái tim có mấy phần buồn, mấy phần vui sướng, nhớ thương mấy phần.
phần yêu em gửi cho anh, còn phần hy vọng em dành cho phần chờ đợi mỏi mòn mẹ em đã nhận lúc còn tuổi sinh. Người xưa nào có phụ tình mà sao mẹ chịu một mình khổ gành nước cả sông sâu, trống chèo mình mẹ đương đầu bão giông. Buồn lo mẹ giấu bên lòng, nuôi con trong dạ mẹ mong từng nỗi mình biết ngỏ ai hay. Bao đêm nước mắt vơi đầy mẹ ơi, khi em cất tiếng chào đời, trái tim mẹ tưởng héo rồi lại đời nay mơ ước rộng dài, trái tim đập tới ngày mai êm đềm. Mẹ cho anh trái tim em, trái tim yêu, trái ấm nở giữa đời, những con ta lại hát lời mẹ ru. Biếc xanh là sắc mùa thu, vàng tươi lá lúa, mịt mù là mây. Ngày đêm sáng tối đổi thay, con tim vẫn một bầu đầy đỏ tươi. Dẫu khi tắt nghỉ cuộc đời, trái tim mẹ giữa đất trời còn thưa các bạn, nói đến những cuộc hẹn, người ta nghĩ tới tuổi trẻ và những mối tình. Nói vậy không có nghĩa người già không hò hẹn. Nhưng khi người ta còn trẻ, hẹn hò cũng mang nhiều màu sắc và xúc cảm hơn. Tuổi trẻ đi qua, đời người có bao nhiêu cuộc hẹn và đọng lại trong ký ức của mỗi người sẽ là những cuộc hẹn nào? Đã đành sẽ rất buồn nếu ai đó đã hẹn rồi mà không tới. Nhưng bi kịch hơn khi có những người vì sự lừng chừng của mình có thể làm lỡ hẹn cả một cuộc đời người khác.
Và sự thực, đã có nhiều năm tháng bị lãng quên, bị bỏ phí, nếu ai đó cứ mù quáng, đặt niềm tin vào một cái hẹn luôn ở thì tương lai. Truyện ngắn Cuộc hẹn của tác giả Bùi Đế Yên, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn hôm nay, biết đâu lại là một chia sẻ với những ai đang phải chờ đợi một quyết định nào đó từ những lừng chừng chưa dứt khoát. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Một giờ sáng, điện thoại di động khẽ rung lên. Nhi như thấy có luồng điện chạy dọc người. Hấp tấp đưa màn hình lên sát đôi mắt cận bốn số di động đuôi mang năm sinh của anh, mà Nhi nhớ như in trong lòng. Hiện lên 1976. Đúng là điện thoại của anh rồi. Đúng là tiếng gọi từ trái tim Nhi. Một giờ sáng. Trước đây anh quy định hai người gọi điện thoại, thậm chí kể cả nhắn tin cho nhau cũng không được sau 10 giờ. Cái cách quy định của anh rất nhẹ nhàng lịch sự, chỉ như một lời bâng quơ. Anh không thích nhắn tin hay điện thoại muộn đâu. Bây giờ thì cuộc tình giữa hai người đã cùng thời gian bước sang thiên niên kỷ thứ hai. 5 năm của thế kỷ 20, 10 năm của thế kỷ 21, 15 năm. Hơn 5.000 ngày. Có thể cũng không quá dài cho một cuộc đời hay một cuộc tình, nhưng với một cô gái, nó không những chiếm trọn mà còn đi qua tuổi xuân như một vết sẹo chạy hết mặt còn lan xuống cổ. Những quãng thời gian chia tay kéo dài hàng ngàn ngày trước đây nặng nề hơn rất nhiều sự im lặng, không liên lạc gần một năm qua, và nó lặp đi lặp lại, nên Nhi dần cũng quen. Bạn bè Nhi, những người chơi với Nhi 10 năm trở lên hầu hết đều căm hận anh. Những người biết Nhi muộn hơn thì ngạc nhiên. Chẳng nhẽ lại có một tình yêu như thế ư? Như thế thì sao nào? Tình yêu vốn dĩ là sự hy sinh vô điều kiện. Mà Nhi thì chắc chắn cái tình cảm mình dành cho anh là tình yêu rồi. Bạn bè bảo có thể là yêu nhưng là yêu đơn phương. Mà yêu đơn phương ấy không phải là yêu mà là đau khổ. Đơn phương ư? Sự run rẩy tuyệt vọng, ánh mắt đau đớn của anh khi rời xa Nhi lần thứ nhất. Những cú điện thoại tuyệt vọng trong lần mất Nhi thứ hai, và cả những nụ hôn, những vòng tay cho lần này, lần thứ ba. Những thứ đó Nhi vẫn nghĩ chẳng ai có thể làm giả được, kể cả với một người đã được phong chức giáo sư trong nghệ thuật, dối trá như anh. Tuy nhiên, đúng là Nhi chưa bao giờ chắc chắn về tình yêu của anh. Có thể nào người ta yêu mà lại không muốn gặp gỡ chung sống với nhau? Hay là đàn ông con trai hầu hết ai cũng sợ sự ràng buộc, nhất là những người vừa thoát ra khỏi cái lồng hôn nhân. Nhưng Nhi đâu phải dạng phụ nữ hay đòi hỏi níu kéo hoặc trói buộc bất kỳ ai. Những người bạn mới của Nhi thời kỳ Nhi mới quay lại với anh đều hỏi rằng, nếu hai người yêu nhau thì sao Nhi không yêu cầu anh phải cưới đi, phải có trách nhiệm với Nhi? Nói chung là khuyên Nhi, nếu đã không thể rời xa thì hãy trói chặt lấy anh. Cả hai có còn trẻ nữa đâu, bằng tuổi họ người khác đã có thời gian sửa chữa sai lầm, nếu có, bằng một cuộc hôn nhân khác. Nhưng đúng như Nhi thường nửa đùa nửa thật trả lời, anh giống như một nắm cát, nếu Nhi lòng tay thì nó nằm lại, còn nếu Nhi bóp lại thì lập tức nó tuột ra khỏi tay ngay lập tức. Không phải Nhi chưa từng thử qua. Một buổi tối cô đơn, khi vừa từ chối hai lời mời hấp dẫn của một người bạn trai lịch thiệp và một người đã đơn phương theo Nhi suốt mấy năm dòng để hẹn đi chơi với anh, nhưng lại không sao liên hệ được. Nhi gạt nước mắt, nhắn tin cho anh. Em chấp nhận làm người thua cuộc, và đồng ý với Kim rằng kể cả một tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể bị bào mòn. Anh không trả lời tin nhắn, cũng không gọi lại. Nhi nằm ôm gối ở nhà 3 ngày, không cả viết bài, đọc sách và ăn uống nữa. Sau lần đó, Nhi đăng ký đi học một lớp yoga.
Thầy dạy yoga là một đệ tử thiền phái, nên một nửa số thời gian học yoga, Nhi và các học viên chỉ ngồi xếp bằng chân, rơi vào trạng thái không trọng lượng, mà Nhi thường đùa là ngủ gật. Thầy giáo dạy, học thiền để biết tác dụng của sự buông thả. Khi nào con người đạt tới sự buông thả toàn phần, khi ấy người ta sẽ cảm thấy tâm thật tĩnh. Những tư tưởng bon chen thường nhật biến mất đi, toàn thân xác và tâm trí đều ở trạng thái êm ả, trong vắt như pha lê. Nhi mới đi học được 3 buổi. Bắt đầu học Ujjayi thì anh gọi. Nhi không bốc máy. Anh nhắn hỏi thăm sức khỏe. Nhi không trả lời. Anh gọi về số máy công ty và giận dỗi trách Nhi đã làm anh lo lắng. Anh nói anh không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào cả. Nhi im lặng. Nhưng sau bao nhiêu dằn vặt đắn đo, tối hôm đó Nhi lại nhắn vào cái số mà cô từng xóa đi mấy lần. Em phải làm thế nào để có thể hiểu được anh đây? Anh nhắn lại. Anh dễ hiểu lắm em ạ. Em hãy để mọi sự tự nhiên đi. Để mọi sự tự nhiên nghĩa là lại thêm vài năm nữa âm thầm đợi chờ một đấng vô hình nào ở trên cao thương xót vứt cho hai kẻ lạc nhau một mẩu dây như hai lần tình cờ gặp lại trước đây. Và khi một kẻ lần tới đầu mẩu dây thì thường là kẻ kia đã buông tay ra để lại một sự hẫng hụt vô bờ. Thời gian trôi nhanh lắm, mới đó đã gần một năm. Một năm với những người đã vượt qua mốc 30, đi qua nửa đời người thì thường là chỉ như một tháng với đứa trẻ. Nhưng với những người yêu nhau mà xa cách thì một năm vẫn có nghĩa là 8.760 giờ, 525.600 phút. Bây giờ thì Nhi đã khá thành thục với các asana và pranayama của yoga, từ Sava asana đến Sitali pranayama. Thư giãn, tập trung tư tưởng, trầm tĩnh, buông xuôi, không giận hờn, không lo lắng. Vậy thì tại sao phải ngại chứ? Và Nhi bốc máy. Làm sao anh có số của em đây? Nếu cố tìm thì không gì là không thể tìm được. Em vẫn nói thế cơ mà. Nếu cố tìm thì đâu có thể mất cả năm mới tìm ra được một số điện thoại chứ. Nhưng anh đâu chỉ có tìm số điện thoại. Anh muốn tìm lại những cảm xúc của hai chúng ta kia. Sau cú điện thoại, Nhi trằn trọc. Bây giờ cô lại thấy là thời gian học ngồi thiền trước đây là số 0. Thiền nghĩa là không tạp niệm. Vậy mà 4 giờ sáng, Nhi vùng dậy, hấp tấp soạn đồ, vội vã trang điểm, mím môi nhìn đồng hồ, nằm vật xuống giường, rồi lại nhìn xuống phố. Lác đác đã có người xe qua lại. Vài người đi tập thể dục buổi sáng, có lẽ họ là những người khó ngủ chăng? Khóa cửa phòng, xuống cầu thang, Nhi khoác túi hòa nhập vào dòng người trên phố. Lúc đầu Nhi đi vội vã, sau đó cô đứng lại tần ngần, rồi lại thong thả bước, xấu hổ, ngạc nhiên vì thấy kim giờ đồng hồ vẫn chưa chỉ tới con số 5. Ngày xưa, em nói chỉ muốn có một ngày trọn vẹn ở bên anh. Cái ước mơ đơn giản thế, nhưng hình như chưa bao giờ anh tặng em. Anh đợi em lúc 6 giờ ở bến xe. Một ngày, phải rồi, Nhi chỉ cần có một ngày bên anh để mà than thở trách móc, để mà bày tỏ nhớ mong khao khát và cả cái nguyên nhân chính khiến cho bao lần cô muốn rời xa anh mà không được. Một ngày đi đường, một ngày bên nhau. Hôm nay sáng thứ 7, những kỷ niệm một thời lại ùa về. Đã bao lần hai người hẹn đi du lịch cùng nhau, nhưng cuối cùng chỉ một ngày bên nhau cũng không có. Cuộc sống của những người nghèo khó nhất có lẽ cũng không khổ sở như cuộc sống của những người bình thường nhưng lại nhiều tham vọng. Những tủi nhục vì không có tiền anh đã trải qua như thế nào, có thể Nhi không biết. Nhưng những cố gắng để thành đạt thì Nhi rõ hơn ai hết. Khi mà Nhi
đã đi qua những ngày khó khăn căng thẳng nhất, chấp nhận cuộc sống của một công chức loại 3 để có được cuộc sống bình thường. Với những buổi tối được ở nhà xem tivi, đọc sách, ngày chủ nhật được nghỉ ngơi đi du lịch, thì anh vẫn cứ miệt mài với những lớp học, những ngày đi làm, đi dạy thêm, những dự án, những kế hoạch lớn lao. Sau nhiều lần bị tổn thương, Nhi vẫn yêu và tha thứ cho anh. Một phần vì biết anh làm tất cả chỉ vì khát vọng muốn đổi đời, muốn chứng tỏ khả năng có thể thành đạt nhanh chóng. Tuy nhiên, như người ta nói, giàu nghèo sang hèn thật ra cũng có số cả. Những cố gắng tích cực của anh gần như chưa bao giờ đem lại kết quả mong muốn, nên mới đẩy anh tới hạ sách, kết hôn để được giàu có. Lúc hận anh, Nhi gọi anh là Foster, là Raphael. Nhưng lúc bình tĩnh, cô lại tự nhủ rằng thật ra những người đàn ông khác ở vào địa vị anh chắc gì đã làm khác đi. Anh lấy vợ khi đã chia tay với Nhi. Kim, vợ anh trẻ hơn Nhi 3 tuổi, không tốt, không xấu, lại có điều kiện chăm sóc nhan sắc, nên ngoài tình yêu thì cô ta hơn Nhi về nhiều mặt. Anh chẳng ghét, chẳng yêu vợ, chỉ cần một sự an cư để lạc nghiệp và kết hôn với một người giàu dù sao cũng hơn một người nghèo. Trước đây vì ảo tưởng về tình cảm anh dành cho mình, Nhi chẳng cần hỏi lý do tại sao cuộc hôn nhân của anh tan vỡ. Lần thứ hai thì thời gian quay lại quá ngắn khiến Nhi không kịp hỏi nữa. Mà thật ra chẳng phải tự an ủi cho cái tuổi băm bảy nhát mà vẫn cô đơn. Nhi vẫn nghĩ, cái mô hình một vợ một chồng, một đời bên nhau chắc gì đã là chuẩn mực đáng ao ước chứ. Thử hình dung, nếu người ta ở bên nhau suốt 365 ngày, chỉ cần trong 10 năm thôi. Giả sử chỉ toàn bày tỏ những lời nói cử chỉ yêu thương, thì hàng ngàn hàng vạn lời nói cử chỉ ấy cũng sẽ có rất nhiều lời nói lặp đi lặp lại đến trở nên nhàm chán. Đó là chỉ nói những lời yêu thương tốt đẹp, chứ thường thì 2/3 cái thời gian bên nhau đó, người ta lại dùng để cằn nhằn, than phiền, cãi cọ. Thế thì, cái chuyện ở các thành phố lớn bây giờ, cứ 3 cặp dắt nhau đến phòng đăng ký kết hôn, thì 2 cặp dắt nhau ra tòa, có gì lạ để mà hỏi lý do tại sao cuộc hôn nhân tan vỡ chứ? Anh và Nhi thì sao nhỉ? Danh nghĩa là yêu nhau gần 15 năm, nhưng tính từng giây từng phút thì thời gian bên nhau của Nhi và anh đâu có được 15 ngày trọn vẹn. Có lẽ vì ít có thời gian bên nhau như vậy, nên mỗi giây phút bên anh đều đáng khao khát chăng? Cho em một ngày thôi, một ngày không khắc khoải chờ đợi. Phải, Nhi sẽ có hẳn một ngày, không, chính ra là 2 ngày ở bên anh. Nhi hình dung tới cảnh được ngồi trong lòng anh suốt chặng đường dài, được nằm bên cạnh anh dưới tán những lá cây thông cổ thụ, và được cùng dắt tay anh đi giữa bạt ngàn hoa. Đà Lạt không phải là nơi Nhi thích, đơn giản vì Nhi chỉ lên đấy một mình. Sự cô đơn của Nhi giữa những đôi, những cặp quấn quýt bên nhau trong mắt người khác đồng nghĩa với sự bất hạnh. Từ Sài Gòn lên Đà Lạt mất 6 tiếng đồng hồ. Chiều nay, Nhi sẽ ở bên anh, tận hưởng ánh mắt ghen tị của một số rất ít những người một mình lẻ loi trên Đà Lạt. Bến xe cách nhà Nhi chỉ có chừng 15 phút đi bộ, nên dù có đi chậm đến mấy, Nhi vẫn đến nơi sớm hơn nửa tiếng theo giờ hẹn. Biết chuyện đó là hoang tưởng, nhưng Nhi vẫn hy vọng bất ngờ thấy anh đến sớm hơn, đứng đâu đó quan sát Nhi như Nhi bây giờ đang làm. 5 giờ 45 phút, 6 giờ, 6 giờ hơn. Cái túi chỉ có 2 bộ váy áo, mấy thứ đồ trang điểm dần siết lên vai Nhi khiến cô phải tháo quai đặt xuống chỗ ghế ngồi. 6 giờ 20 phút. Nhi nhìn những chuyến xe đầu tiên rời bến với một nỗi buồn tê tái. 6 giờ 45 phút. Nhi chậm chạp đứng dậy khoác chiếc túi đã trở nên nặng trịch lên vai, lê bước
tới quầy vé. Cho tôi một vé đi Đà Lạt. Mấy giờ xe chạy hả chị? 25 phút nữa. Xe đằng kia chị ạ. Nhi bước lại xe. Trên xe đã có một số người ngồi. Nhi tìm thấy dãy ghế của mình. Ngồi xuống đưa mắt nhìn xung quanh. May mắn dãy ghế của cô chưa có người nào ngồi. Vẫn còn 15 phút nữa. Nhi ngồi sát phía cửa, co chân lên, nhắm mắt. Ngay cả ngồi trên xe ồn ào, nếu muốn, người ta vẫn có thể thiền được. Mấy tháng vừa qua bận rộn quá, Nhi đã quên mất pranayama asana. Nhưng thôi, chỉ cần rơi vào trạng thái không trọng lượng, giảm căng thẳng, gạt bỏ những tạp niệm trong 5 phút. Im lặng. Một sự va chạm nhẹ khiến Nhi phải mở mắt ra. Một thanh niên khoác chiếc áo da, vừa đặt chiếc vali xuống, vừa tò mò nhìn Nhi. Nhi khẽ khàng buông chân xuống. Số ghế của tôi là... Xin lỗi, anh có thể đổi cho tôi được không ạ? Tôi muốn ngồi gần cửa. Dạ, chị cứ tự nhiên. Cảm ơn anh. 7 giờ 20 phút, xe đã bắt đầu chật kín. Tài xế đã lên xe. Nhi nhìn ra cửa. Mắt cô gần như hoa lên. Anh đang xuống xe đưa mắt lướt nhanh. Nhi xách túi tính nhảy ra khỏi xe thì chuông điện thoại vang lên bản nhạc quen thuộc. Nhi vội vã ấn nút xanh. Giọng anh vang lên cùng lúc với tiếng xe lăn bánh. Em đang ở đâu? Em đang trên xe đi Đà Lạt được nửa đường rồi anh ạ. Trời ơi, sao nhanh vậy? Em không chờ anh sao? Tối qua anh nói vậy, sau nghĩ lại có một ngày, làm sao mà kịp cả đi lẫn về. Tính nói lại với em nhưng lại thôi, đợi sáng nay, nhưng mà dậy muộn quá. Không có anh, mà em cũng đi sao? Em quay về đi. Không, anh ạ. Anh đến quá muộn rồi. Nhi, em có biết anh ở tận Cao Đạt, từ chỗ anh ra bến xe đường luôn bị kẹt không? Dạ. Vậy mà, chỉ trễ hẹn chưa đầy tiếng đồng hồ, em đi xa đến thế rồi sao? Nhi im lặng. Có thể đoạn đường từ nhà anh ra bến xe xa gấp 10 lần từ nhà cô. Có thể một tiếng chỉ là 1/24 so với một ngày, và là một phần rất nhỏ so với thời gian cô yêu anh. Nhưng một tiếng là rất nhiều khoảnh khắc, và một khoảnh khắc đôi khi có thể thay đổi cả số phận một con người. Như giọt nước đã tràn ly, mười mấy năm cô đơn côi, mòn mỏi, bỗng trôi qua vùn vụt trong trí não, nhanh hơn cả vận tốc 60 km mà xe đang chạy. Nhi không nghe thấy tiếng anh nữa. Cô để máy xuống ghế, thậm chí không cần gấp lại. Thờ ơ nhìn ra hai bên. Người thanh niên bên cạnh rời mắt khỏi cuốn sách, tò mò nhìn cô. Chị cũng đi Đà Lạt một mình thôi sao? Nhi khẽ gật đầu. Mặt người thanh niên rạng rỡ hẳn lên. Tuyệt quá! Rồi như biết mình lỡ lời, anh ta vội mở nắp đưa chai nước cho Nhi. Xin lỗi chị, nhưng chị sẽ thông cảm cho tôi, vì tôi luôn phải đi Đà Lạt một mình chị ạ. Tôi làm ở viện nông nghiệp nghiên cứu về giống cây trồng. Nhi khẽ cười. Tôi là Nhi, rất vui được làm quen với anh. Tôi cũng vậy. Phải rồi, cuộc sống luôn là như thế. Một cánh cửa này khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Và đôi khi, một sự buông xuôi để rơi xuống lại có thể khiến người ta đến được nơi cao hơn là những nỗ lực không đúng cách để mà bay lên. Thưa các bạn, có lẽ thời gian là một đại lượng mang tính tương đối nhiều nhất. Khi ta mong đợi điều gì, nó trở nên chậm chạp một cách khó chịu.
Còn khi ta được sung sướng tận hưởng từng khoảnh khắc, thì nó lại như một thứ gió thoảng chớp giật, thật nhẹ, thật nhanh, tựa hồ chưa hề tới. Nhưng cái gì rồi cũng sẽ qua dưới sức càn quét kinh khủng của thời gian, dù tốt, dù xấu, dù hạnh phúc, dù đau khổ. Hãy thử đặt mình vào tâm trạng của cô gái tên Nhi, nhân vật chính của truyện ngắn này. Hẳn bạn cũng như tôi, sẽ thấy thời gian thật đáng sợ. Và dù sợ, người ta vẫn phải đối mặt. Có người bảo Nhi khờ dại. Có kẻ bảo rằng nàng si tình, yêu quá, hóa ngu ngơ, thiếu tỉnh táo. Có thể thế thật. Phụ nữ vốn hay tin vào những điều mình nghĩ, vốn hay nhìn hiện tại theo mong muốn của mình, chứ không phải nhìn nó như bản thân hiện thực. Vậy nên mới có chuyện ôm giữ trong lòng một thứ, đôi khi chưa hẳn là tình yêu, mà chỉ là hồi ức sinh động một thời về tình yêu, là cảm xúc vẹn nguyên của tình yêu buổi đầu. Dường như khi sinh ra phụ nữ, ông trời đã gán thêm một thiên tính đó trong bản năng của họ. Ai sớm nhận ra, người đó sẽ tỉnh táo hơn thôi. Chúng tôi đồ rằng như vậy. Cả một câu chuyện dài mà tác giả Bùi Đế Yên kể cho chúng ta nghe dường như chỉ là những năm tháng chờ đợi miên man của Nhi với người đàn ông của đời mình. Chờ đợi trong hy vọng, bao dung, trong những vỗ về ve vuốt tự chính mình với ảo mộng tình yêu. Giấc mộng lớn của đời Nhi chỉ thực sự chấm dứt khi trong cuộc hẹn cuối cùng với người đàn ông đó, cô chợt ngộ ra một sự thật phũ phàng. Sự níu kéo tình yêu bên bờ vực, dù cô đã cố gắng đến mấy, vẫn chỉ là chút vụn nát khi người kia không muốn nắm chặt tay. Sự buông tay đôi khi không hẳn đã là bi kịch. Miễn là người ta chỉ buông khi biết mình cần làm như thế, khi biết mình đã hết sức để giữ mà không nổi. Tác giả Bùi Đế Yên đã nhắn gửi một điều thật nhẹ nhàng như thế với những câu này. Phải rồi, cuộc sống luôn là như thế. Một cánh cửa này khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Và đôi khi, một sự buông xuôi để rơi xuống lại có thể khiến người ta đến được nơi cao hơn là những nỗ lực không đúng cách để bay lên. Em đưa...